Thính Nguyễn đang có mặt ở khu vực của bãi cháy Vịnh Hạ Long để chia sẻ và ghi nhận lại cho quý vị những hình ảnh rất đẹp và rất nên thơ của vịnh biển này. Khu vực quý vị đang nhìn thấy đó là khu vực của bên Hòn Gai với vòng xoay mặt trời. Và đặc biệt nhất đây là cây cầu Bãi Cháy, một trong những cây cầu đặc biệt trong hệ thống các cây cầu dây văng ở Việt Nam. Cầu Bãi Cháy là một trong những hệ thống cầu dây văng một mặt phẳng đầu tiên và duy nhất tới hiện tại của Việt Nam. Khi cầu Bãi Cháy được hình thành cũng đã làm cho tuyến đường lưu thông đến Móng Cái được dễ dàng hơn. Và cũng không quên mời quý vị ngắm nhìn qua quang cảnh của một vòng khu vực Bãi Cháy.